Chiều 1 tháng 3, trưởng Công an quận Thanh Xuân Đinh Tuấn Thành đã có buổi gặp mặt báo chí để đưa ra các thông tin liên quan đến sự việc bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A khu chung cư và may mắn được một người dân cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc thì là như thế này, thì bố mẹ cháu bé thì có khách đến, cả cháu ở trong nhà. Khi trong quá trình tiếp khách thì sau đó thì tiễn khách xuống, thế và tiễn khách xuống thì là cháu bé ở trong nhà. Khi mà đưa xuống khách xuống thì đang trên quá trình lên nhà thì nghe mọi người hô hoán là có đứa bé rơi. Đấy. Thế là bố mẹ cháu mới hoảng hồn mới chạy xuống, mới biết là con mình bị rơi từ trên tầng 12 xuống. Và cũng rất là may, có thể nói là một cái sự rất thần kỳ. Thế là may mắn cho cháu bé, thế rồi đặc biệt là bố mẹ cháu. Thế và cũng là qua đây thấy là một cái sự tinh thần rất là cao, một cái phản ứng của rất là tuyệt vời của anh Mạnh. Hành động cứu cháu bé của anh Mạnh có thể nói là một cái gương người tốt việc tốt, và được quần chúng nhân dân, thế rồi cán bộ trên địa bàn quận đánh giá rất là cao. Thế và qua đây thì tôi thấy rằng là nhờ có anh Mạnh thì đã cứu được một sinh mạng của một con người. Và cũng qua đây khen ngợi anh, để mong rằng là thời gian tới thì trong cái công việc của mình, anh tiếp tục có cái đóng góp cho xã hội trên cái cương vị công việc của mình được tốt hơn. Và lời cuối cùng thì tôi cũng xin đề nghị là tất cả các cái hộ gia đình, các cái khu chung cư, đặc biệt là những cái gia đình mà có các cái cháu bé đấy, mà bé tuổi ấy, thì nên là có những cái sự bảo vệ cho các cháu. Cụ thể ví dụ như là trong nhà các cái ổ điện, thế rồi các cái đường dây điện, thế rồi những cái vật sắc nhọn là chúng ta phải đảm bảo làm sao không để cho các cháu tiếp cận. Thế rồi những vấn đề về ô cửa là chúng ta phải làm cho nó thật chắc chắn, thế rồi làm cho nó thật chặt chẽ, đảm bảo không được để các cái ô nó lọt mà vừa khuôn khổ người của các cháu, để các cháu có thể trèo ra, cũng như là các cháu có thể bị lọt qua các khe cửa. Vì các cháu thì cũng bé bỏng, nên là do vậy là cái ý thức của các cháu cũng chưa nắm được nó nguy hiểm như thế nào. Sau sự việc, một lần nữa, vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các tòa nhà cao tầng lại được đưa ra. Dù phía công an quận đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, tuy nhiên các gia đình vẫn chủ quan về vấn đề này và nhiều chủ đầu tư cũng không có tính toán kỹ càng trong thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ em.